Chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, năm 2023 không phải là một năm nhiều khó khăn và biến động với người tuổi Thìn, mặc dù vẫn chịu tác động của tam tai và một vài cục diện xấu. Đương số sẽ phải tất bận với những kế hoạch hay mục tiêu đã đề ra trước đó, sẽ vấp phải không ít trở lực trên con đường đi tới thành công. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm, tuổi Thìn ắt sẽ đạt được thành quả như mong muốn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Thìn năm 2023 so với năm trước vẫn còn khá thuận lợi, sang năm 2023 quan sát này mới thực sự phải chịu trận với những hung hiểm phải đối mặt. Hung vận gia tăng ảnh hưởng do quan sát này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và hạn tam tai 2023 bước vào năm giữa. Khó khăn, áp lực, thách thức là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng không thể tránh được. Đây là năm hầu hết các kế hoạch cũ mới của tuổi Thìn đều vấp phải cản trở nhất định. Nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của con giáp này. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần hết sức chú ý. Mọi việc nên liệu sức mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến tuổi Thìn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài, nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào cạm bẫy, hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện không phải là thời cơ tốt. Dù vẫn có cơ hội việc làm, song quan trọng nhất là bạn biết mình cần làm gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Trong hung tàng cát, sao tốt chủ về công danh là ấn quan và thiếu dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, cứu giải nan nguy cho Thìn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung năm Quý Mão 2023 với tuổi Thìn diễn ra tốt đẹp hay trắc trở, hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây là một năm bận rộn cuốn bạn vào với một guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống, và những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Thìn năm 2023. Về phương diện tài lộc, tuổi Thìn được dự đoán có một năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút. Hung vận từ hại thái tuế và tam tai sẽ khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác sẽ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Con giáp này đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí còn phải trả một cái giá không nhỏ. Do đó trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy. Bản mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm này. Ngược lại, người biết tiết kiệm và sẽ chi tiêu thông minh sẽ chịu ít ảnh hưởng hơn dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Đặc biệt, tuổi Thìn cần đặc biệt nhớ các việc phạm pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế cộng thêm ảnh hưởng từ tam tai sẽ khiến bản mệnh có thể vướng vào kiện tụng nếu làm ăn bất chính, chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Nhìn chung vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm tuổi Thìn liên tục chịu áp lực về tài chính, hao tốn tiền của, phá tài, nhưng một khi đã vượt qua, con giáp này vẫn còn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy nên đừng chỉ vì nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc, kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Và những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão.
3. Tử vi tình duyên tuổi Thìn năm 2023. Vận hạn bủa vây khiến đường tình duyên của tuổi Thìn chịu nhiều tác động bất lợi dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh. Vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục, các tinh này mang đến may mắn trong mối quan hệ và tình cảm của tuổi Thìn. Bất luận là người độc thân hay có gia đình đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Tuy song cục diện tương hại lại khiến tình cảm dễ đến dễ đi, có hỉ ái, có ưu sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Con giáp này gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bạn còn có thể mất cả chì lẫn chài. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy, bạn sẽ không giữ được họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa cho chuyện tình cảm của bạn trong năm này nên dành tình yêu cho người xứng đáng. Nhưng người đã có gia đình lại càng cần cảnh giác, dễ phải bị cám dỗ, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường cũng khiến con giáp này có cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, tuổi Thìn dễ nóng vội, đưa ra quyết định sai lầm. Và những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Thìn năm 2023. Tử vi tuổi Thìn 2023 về sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện hại thái tuế, tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến sức đề kháng giảm sút, tăng nguy cơ bệnh tật và ốm đau. Trong năm có nhiều việc phải lo toan suy nghĩ, trục trặc trong cả công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm hơn với sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn. Bạn mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi việc, dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Hung vận lớn nên Thìn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến vấn đề an toàn. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có. Và những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Thìn. 1. Tử vi tháng 1. Trong tháng mở đầu năm 2023, sự nghiệp của người tuổi Thìn đứng trước thử thách khi bạn không thể phát huy trọn vẹn năng lực cá nhân của mình. Cũng trong tháng này, bạn sẽ phải đưa ra một quyết định lớn, có thể là liên quan tới lựa chọn cộng sự sẽ đồng hành với mình trong công việc. Nếu chọn đúng người, có lẽ là sự trợ giúp vô cùng hữu ích cho bạn trong thời gian tới. Nhưng nếu chẳng may chọn sai, đối phương có thể kéo chân bạn thụt lùi. Tình hình tài chính trong tháng không mấy khả quan, nếu không kịp thời quản lý chi tiêu sẽ dẫn đến phá tài, tạo thành áp lực kinh tế. Sức khỏe cũng có thể gặp vấn đề khó chịu về đường tiêu hóa và tổn thương mô cơ. 2. Tử vi tháng 2. Tài lộc của người tuổi Thìn trong tháng 2 không thực sự lý tưởng, bên cạnh việc đầu tư thiếu hiệu quả dẫn tới thất thoát tiền bạc, con giáp này còn có thể phải bỏ ra một khoản không nhỏ cho việc khám chữa bệnh do sức khỏe sa sút. Nếu không chăm sóc sức khỏe cẩn thận, bạn sẽ còn đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Ngoài ra trong tháng này cũng không nên vi phạm quy định, mạo hiểm phi pháp kẻo sẽ phải đối mặt với luật pháp. Đối với nữ giới, phương diện tình cảm có đôi chút trục trặc, chủ yếu do bạn không chịu được sự ngang ngược và áp đặt nửa kia nên có tâm lý phản kháng. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. 3. Tử vi tháng 3. Vào tháng 3, tuổi Thìn có thể đón một vài cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp. Tài chính nhờ vậy cũng có chút cải thiện. Tuy nhiên mọi việc đều có quy trình, bạn chớ nên đốt cháy giai đoạn kẻo công sức đổ sông đổ biển. Bên cạnh đó, những bạn trong quá trình kiểm tra, đánh giá, sát hạch năng lực có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, tổng thể mọi việc không có gì phải lo lắng. Ngoài ra, mối quan hệ với lãnh đạo và cấp trên vẫn chưa được phối hợp tốt trong tháng này, bạn nên chủ động trao đổi nhiều hơn để nắm bắt được yêu cầu của cấp trên. 4. Tử vi tháng 4. Tin vui là vận trình tài lộc của tuổi Thìn sẽ tăng dần trong tháng này. Tiền bạc có thể đến từ nhiều nguồn, nhưng quan trọng là bạn phải tự mình nỗ lực mới mong là đạt được điều đó. Tâm lý ăn may hay dựa dẫm vào người khác sẽ không phù hợp trong tháng này. Khối lượng công việc đã hơi bớt, nhờ vậy bạn sẽ có thời điểm được thả lỏng đầu óc, không còn phải tất bật theo guồng quay vội vã trước đó nữa. Tháng này Thìn cũng có cung đào hoa rộng mở, người độc thân có nhiều cảm xúc mới lạ với đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên, người đã có gia đình hay có đôi thì nên giữ khoảng cách thích hợp với bạn bè, đồng nghiệp khác giới để tránh gây hiểu lầm. 5. Tử vi tháng 5.
Người tuổi Thìn có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ bí mật của quý nhân trong sự nghiệp vào tháng này. Đối phương đóng vai trò chỉ điểm, còn hành động vẫn phải do bạn đảm nhận. Cho nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác, bạn cần cố gắng tự lực cánh sinh mới mong gặt hái được nhiều thành tựu. Vận khí khởi sắc trong tháng còn có lợi cho tài vận của bạn, có thể nhận được khoản lợi tức từ đầu tư, hoa hồng, đãi ngộ chức vụ. Nhìn chung tiền bạc tự tìm tới, giúp bạn nhanh chóng cải thiện cuộc sống. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của con giáp này đã có sự cải thiện tích cực, đôi bên đều tỏ thiện chí vì mục tiêu chung của công ty. 6. Tử vi tháng 6. Tháng 6 năm 2023, người tuổi Thìn đối mặt với không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Vận khí suy giảm nên không có lợi cho việc cạnh tranh dự án, dễ bị đối thủ chen lấn, cố chấp tiến hành sẽ chỉ thua thiệt. Tài vận cũng xuống dốc, một số người có thể bị tổn hại lợi ích do anh em, bạn bè, cũng có khi mất tiền, mất của vì sự cả tin của mình. Điểm sáng duy nhất trong tháng là giúp bản mệnh sàng lọc những mối quan hệ của mình, từ bỏ những người độc hại ảnh hưởng xấu tới bản thân. 7. Tử vi tháng 7. Tháng 7 này có thể là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong năm với tuổi Thìn. Bạn có những khoảng nghỉ sau quá trình chăm chỉ và nỗ lực từ đầu năm. Một số bạn có thể tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, nghỉ dưỡng để xả hơi. Điều này rất hữu ích trong việc cải thiện tâm trạng của bạn. Nhân duyên của bạn cũng tốt hơn, dễ gặp được những người bạn cùng chí hướng trong công việc, cũng được quý nhân giúp đỡ, giảm bớt nhiều phần áp lực. 8. Tử vi tháng 8. Vận khí trong tháng của tuổi Thìn có thăng có trầm, áp lực giảm bớt nhưng họa thị phi rình rập. Nếu không cẩn trọng trong cả hành động lẫn lời nói, con giáp này sẽ thiệt thòi đủ đường, trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn dẫn tới kiện cáo pháp luật. Bản mệnh còn có thể xảy ra xung đột với cấp trên trong quá trình trao đổi công việc. Những yêu cầu có phần vô lý của đối phương khiến bạn sinh tâm lý chống đối, nhưng bạn cũng không nên vượt quá quyền hạn của mình. Đào hoa có nhưng chưa thực sự rõ ràng, bạn vẫn nên cố gắng thể hiện mình hơn để gây được thiện cảm với đối tượng thầm mến. 9. Tử vi tháng 9. Sự bốc đồng có thể gây rắc rối cho Thìn trong tháng 9. Bạn được nhắc nhở không nên hành động cảm tính kẻo tự gây xáo trộn cho các kế hoạch của mình. Tất nhiên bạn cũng không nên quá do dự mà để lỡ mất cơ hội tốt, thận trọng nhưng chớ nên chần chừ. Công việc vẫn có áp lực nhất định, còn dễ xảy ra xích mích nội bộ, tài chính không quá khả quan. Những người làm kinh doanh có thể thua thiệt so với đối thủ vì một vài tính toán sai lầm. 10. Tử vi tháng 10. Cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ đến với Thìn trong tháng này, tuy nhiên bạn có thể bỏ lỡ vì chuyên môn không đủ để đảm nhận. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm và không ngừng trau dồi kỹ năng để điều đáng tiếc đó xảy ra thêm một lần nữa. Tài lộc có thu, có chi, nhu cầu cuộc sống tăng cao khiến kinh tế của bạn không quá dư giả. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh eo hẹp. Đầu tư mạo hiểm cũng không nên thích hợp ở thời điểm này. Dù lợi nhuận có cao đến đâu, bạn cũng không nên bất chấp tất cả mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Phương diện tình cảm cũng tiêu tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ. 11. Tử vi tháng 11. Tài lộc của tuổi Thìn đã có sự khởi sắc khi bước sang tháng 11. Một vài dự án hợp tác đem đến cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên bạn cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ đối thủ kinh doanh. Nếu không tìm ra cách duy trì lợi thế của mình trên thương trường, bạn rất dễ tụt lại phía sau. Tháng này không nên bất chấp tất cả để kiếm tiền, nhất là bằng việc chơi đỏ đen, kẻo dẫn tới sắc rối về mặt pháp luật. Vận trình sự nghiệp cũng sáng sủa hơn, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, nâng cao hiệu suất. 12. Tử vi tháng 12. Trong tháng cuối cùng của năm này, tuổi Thìn bước vào giai đoạn nước rút của nhiều kế hoạch, cảm giác tất bật cũng tăng lên, càng đòi hỏi bạn phải làm việc cẩn thận tới nơi tới chốn để hạn chế sai sót không đáng có. Ngoài ra tháng này bạn cũng phải chú ý giữ gìn, bảo quản đồ đạc tư trang cẩn thận, kẻo bị trộm cắp, lừa lọc. Mối quan hệ gia đình được cải thiện nhờ những buổi tụ họp của các thành viên, các khoản chi tiêu nằm trong mức hợp lý nên không có gì cần lo lắng. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của gia chủ tuổi Thìn trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!